Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 9, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tham dự, cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và 450 đại biểu, đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ quân đội. Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp toàn lực lượng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10 đề ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết quả Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây cũng là cơ sở định hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 9, được tiến hành theo phương châm đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương, với chủ đề xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.